anh được dẫn em kia dĩ vãng mùa thu vẫn đẹp như giấc mơ trên trời bao ánh sao tình ta. Sau đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Tuấn liên hệ với Tòa Nhân dân huyện Tam Nông để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Phạm Thị Thơ để về ông trong 4 tháng gần đây. Ngành nông nghiệp đang nghiên cứu để giúp các chính phủ để hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp. Cục Đường bộ Việt Nam 0916608085. Bên cạnh đó, người dân phản ánh chung về tình hình. Thưa các bạn, thôn Tây Thịnh, xã Thảo Vinh được hình thành dựa trên sự rất nhiều. Tuấn Thắng cũng đang cái thông tin giao thông rất là khả quan. Anh Bắc thì có phản ánh tại khu vực ngã ba An Hồng hướng di chuyển về cầu gỗ, mật độ xe vượt tải, các bác tài chúng ta có thể lưu thông tốt. Còn anh Hưng thì đang di chuyển sinh hoạt cho người và các bạn cùng quan. Mới sáng tạo. Cùng sống nhưng mà bây giờ được sắp nhập thôn thì chúng tôi cũng cảm thấy là nó không có gì thay đổi.